Cô chào tất cả các con. Bài học ngày hôm nay của các con có tựa đề bài là thực hành xem đồng hồ. Qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cách xem đồng hồ và cô sẽ hướng dẫn các con cách xem đồng hồ chính xác đến từng phút. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Cô có một chiếc đồng hồ như sau. Các con hãy nhìn vào đồng hồ và cho cô biết đồng hồ này chỉ mấy giờ nào. Để biết được đồng hồ chỉ mấy giờ, đầu tiên chúng ta phải xác định được kim giờ và kim phút. Trong một chiếc đồng hồ thì kim ngắn sẽ là kim chỉ giờ và kim dài sẽ là kim chỉ phút. Và trên mặt đồng hồ sẽ có các số từ 1 cho tới 12. Vậy khi kim giờ của chúng ta chỉ vào số nào thì đó sẽ là số giờ tương ứng. Ở đây kim giờ của chúng ta chỉ vào số 6, vậy chúng ta có sẽ là 6 giờ. Còn kim dài của chúng ta chỉ vào số 2, vậy có phải là 2 phút không? Không phải 2 phút đâu các con nhé. Để xác định được số phút như cô đã hướng dẫn cho các con ở những bài trước, thì bắt đầu từ số 12, thì từ số này qua số kia sẽ là 5 phút. Ở giữa các số sẽ có các vạch nhỏ, và mỗi vạch nhỏ sẽ tương ứng với 1 phút. Vậy từ số 12 qua số 1 là chúng ta sẽ có là 5 phút. Đến số 2 sẽ là 10 phút. Vậy đồng hồ này chỉ mấy giờ nào? Đó là đồng hồ này chỉ 6 giờ 10 phút. Đơn giản không con? Vậy bây giờ chúng ta sẽ qua một ví dụ tiếp theo nhé. Cô có một cái đồng hồ tiếp theo. Và ở đồng hồ này thì kim dài nó không nằm ở con số 2 nữa, mà nó sẽ nằm giữa số 2 và số 3. Vậy đồng hồ này chỉ mấy giờ nào? Vậy đầu tiên chúng ta phải xác định số giờ. Kim giờ này nó vượt qua số 6 một chút, nhưng mà chúng ta vẫn gọi nó là 6 giờ. Và kim dài, khi kim dài chỉ số 2 thì mình sẽ có là 10 phút. Nhưng ở đây trong chiếc đồng hồ này, kim dài của cô nó vượt quá số 2, 3 vạch. Vậy chúng ta sẽ có 10 phút thêm 3 vạch này nữa, tức là thêm 3 phút nữa. Vậy chúng ta sẽ có là 13 phút. Vậy đồng hồ này chỉ số giờ là 6 giờ 13 phút. Đơn giản không nào các con? Rồi, cô cho các con thêm một ví dụ nữa nhé. Ở đồng hồ này cô có kim dài và kim ngắn chỉ số giờ như sau. Vậy các con có thể nói được cho cô đồng hồ này chỉ mấy giờ không nào? Kim ngắn, kim chỉ giờ của cô nó nằm ở giữa số 6 và số 7, gần tới số 7. Nhưng vì nó chưa vượt qua số 7 nên mình vẫn gọi nó là 6 giờ. Còn kim chỉ phút vượt qua số 11 một vạch. Vậy khi nó chạm vào vạch 11 sẽ là 55 phút. Thêm một vạch nữa sẽ là 56 phút. Vậy ở đây đồng hồ của chúng ta chỉ sẽ là 6 giờ 56 phút. Ở đây đồng hồ này còn một cách gọi khác. Các con có biết cách xem giờ khác của đồng hồ này không nào? Các con hãy nhìn vào đồng hồ này và các con thấy rằng đồng hồ này đã sắp tới 7 giờ rồi. Vậy theo các con còn thiếu mấy phút nữa là sẽ đến 7 giờ nào? Các con nhìn vào đây các con sẽ thấy là còn 4 vạch nữa. Tức là còn thiếu 4 phút nữa là tới 7 giờ. Vậy chúng ta sẽ gọi nó là 7 giờ kém 4 phút. Các con lưu ý nhé. Vì còn 4 phút nữa là tới 7 giờ nên mình sẽ gọi nó là 7 giờ kém 4 phút. Đối với những đồng hồ như thế này thì nó sẽ có hai cách gọi nên các con phải lưu ý nhé. Vậy chúng ta sẽ kết luận lại một chút là đối với những kim đồng hồ mà chưa vượt quá số 6 thì có một cách đọc giờ, đây gọi là giờ hơn. Còn đối với những chiếc đồng hồ mà có kim phút vượt qua số 6, bắt đầu từ số 6 trở đi,
thì chúng ta sẽ có hai cách đọc giờ, đó là giờ hơn và giờ kém. Các bạn lưu ý để đọc cho chính xác nhé. Cô hy vọng rằng qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nắm được cách xem đồng hồ và các con sẽ áp dụng những kiến thức này để làm bài tập vận dụng thật chính xác. Cô hẹn các con vào bài học ngày hôm sau nhé. Xin chào các bạn.